Xin kính chào quý vị khán giả, Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 23 tháng 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì cuộc họp về kết quả công tác quản lý điều hành giá năm 2023 và định hướng năm 2024. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị đại diện các bộ ngành làm rõ những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý điều hành giá năm 2023, những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp bảo đảm điều hành giá kịp thời, hiệu quả trong năm 2024, cũng như quản lý giá cả các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, mặt bằng giá cả thị trường trong năm 2023 biến động tăng vào đầu năm, sau đó theo xu hướng giảm dần và tăng nhẹ trở lại trong quý 4. Bình quân năm 2023, CPI tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước, trong phạm vi lạm phát, mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2023 tăng 4,16% so với năm 2022. Theo đại diện Bộ Tài chính, một số mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn, trong rổ tính lạm phát cơ bản có xu hướng tăng kéo dài như nhà ở cho thuê, ăn uống ngoài gia đình. Cụ thể, chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng đã tăng 6,58% so với năm trước, tác động làm CPI chung tăng 1,24% do giá xi măng, cát tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, cùng với đó giá thuê nhà ở tăng cao. Bên cạnh đó, chỉ số giá nhóm lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, đồ uống và thuốc lá, thuốc và dịch vụ y tế, hàng hóa và dịch vụ khác cũng tăng đã tác động làm CPI tăng lên. Riêng chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 7,44% so với năm trước do một số địa phương tăng học phí năm học 2023-2024 theo lộ trình làm CPI chung tăng 0,46%. Ở chiều ngược lại, một số nhóm hàng hóa như xăng dầu, ga, bưu chính, viễn thông giảm giá làm CPI chung giảm. Năm 2024, Quốc hội đề ra tăng trưởng GDP từ 6 đến 6,5% và tốc độ tăng CPI bình quân từ 4 đến 4,5%. Trên cơ sở tổng hợp nhiều yếu tố, nhóm giúp việc Ban chỉ đạo điều hành giá đưa ra 3 kịch bản lạm phát với các mức dự báo CPI bình quân tăng 3,52%, 4,03% và 4,5%. Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ ngành rút kinh nghiệm cần quyết liệt, chủ động hơn để kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền các giải pháp trong công tác quản lý, điều hành giá trong năm 2024. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng lưu ý từ ngày 1 tháng 7 2024 sẽ thực hiện tăng lương, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cũng tăng lên, nhiều yếu tố khó lường như biến động giá cả của một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thực phẩm. Do đó cần dự báo sát tình hình thực tế, hết sức cẩn thận, không được chủ quan, để sẵn sàng các phương án quản lý, điều hành giá phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành địa phương bảo đảm cung cầu hàng hóa các mặt hàng thiết yếu, không được để đứt gãy nguồn cung, kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả trước các diễn biến bất thường. Các bộ ngành địa phương có trách nhiệm tổ chức theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp. Ngoài ra, cần chủ động dự báo và có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là trong các thời điểm thị trường có nhu cầu tăng cao đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật liệu xây dựng, lương thực, thịt lợn và các mặt hàng thực phẩm tươi sống khác, vật tư nông nghiệp, dịch vụ vận tải. Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến, Phó Thủ tướng yêu cầu. Dịp lễ, Tết Nguyên đán cuối năm cận kề, mùa mua sắm lớn trong năm đã đến, nhưng nhiều mặt hàng tại những tuyến đường khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang bỏ trống, treo hàng chục bảng cho thuê, nhưng giá cho thuê mặt bằng tại đây vẫn không giảm. Vậy, tại sao xuất hiện tình trạng này? Quý khán giả hãy xem video sau đây để hiểu rõ hơn nhé! Báo cáo của đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản Cushman & Wakefield mới đây cho thấy, đường Đồng Khởi, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng những đại lộ có mặt bằng đắt đỏ nhất thế giới. Mặc dù kinh doanh ế ẩm, khách trả mặt bằng nhiều, nhưng giá thuê ở khu vực trung tâm vẫn có xu hướng tăng 1% đến 1,5%. Bà Trang Bùi, tổng giám đốc Cushman & Wakefield cho biết, mặt bằng cho thuê tuyến đường Đồng Khởi tăng giá 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 40% so với trước dịch Covid-19. Năm 2019, ngay trong bối cảnh khó khăn hiện nay, các chủ nhà cá nhân vẫn muốn tăng giá cho thuê, thậm chí giá chủ nhà chào khách thuê sau còn cao hơn khách thuê trước. Khảo sát một số tuyến đường khu vực trung tâm quận nhất, quận 3 như Lê Lợi, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Hai Bà Trưng, theo ghi nhận, có nhiều mặt bằng đang đóng cửa, dán bảng tìm khách thuê. Trong vai khách hàng, chúng tôi liên hệ chủ một mặt bằng rộng 4m ngay đường Lê Lợi và được báo giá 120 triệu đồng một tháng. Được biết, mặt bằng này năm ngoái cho thuê 100 triệu đồng một tháng và lý do tăng là vì trượt giá.
đúng ra phải ký hợp đồng 5 năm, nhưng tình hình kinh tế khó khăn nên tôi xem xét cho ký 3 năm, đặt cọc 3 tháng tiền thuê. Chủ nhà thẳng thắn đưa ra điều kiện. Ông Đức Duy, chủ chuỗi cà phê ở khu vực trung tâm cho biết, ông vừa trả một mặt bằng tại quận nhất vì doanh thu giảm, nếu tiếp tục sẽ lỗ. Dù ông đã thuê kinh doanh 7 năm nay, nhưng chủ nhà nhất quyết không giảm giá. Mặt bằng đó bỏ không mấy tháng nay, từ khi tôi trả lại, nhưng tôi được biết chủ nhà không giảm giá mà còn tăng 10%. Không chỉ giá cao, mặt bằng khu trung tâm hiện nay còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc như khó xin giấy phép kinh doanh, giấy phép phòng cháy chữa cháy, ông Duy nói. Dù vắng khách, nhưng giá mặt bằng trên các con đường sầm uất như Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Lê Lợi vẫn rất cao, dao động từ 5.000 đến 30.000 đô la Mỹ một tháng, khoảng 120 đến 700 triệu đồng một tháng. Nhiều nhân viên môi giới lý giải, sở dĩ giá thuê khu trung tâm đắt đỏ vì chủ sở hữu đa số là người khá giả, họ muốn giữ giá thuê xứng tầm với giá trị bất động sản và kén khách thuê lâu dài. Ông Nguyễn Vũ, giám đốc một trung tâm giao dịch bất động sản cho biết, kinh tế khó khăn, sức mua yếu khiến nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương khác phải đóng cửa, trả mặt bằng vì không gánh nổi tiền thuê hàng tháng. Làn sóng trả mặt bằng cho thuê ở thành phố đã kéo dài từ đầu năm đến nay, thậm chí sẽ tiếp tục kéo dài sang nửa đầu năm 2024. Phải nhìn nhận những mặt hàng cao cấp như hàng hiệu cho giới nhà giàu hay hàng thủ công cho khách quốc tế thì mặt bằng trung tâm là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, bây giờ người dân đều tiết kiệm chi tiêu, kể cả người giàu. Khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh cũng không tăng nhiều, nên để kiếm doanh thu cao, bù đắp lại khoản thuê mặt bằng hàng trăm triệu đồng một tháng là bất khả thi, ông Vũ phân tích. Ông Vũ đánh giá, nguồn cung mặt bằng cho thuê khu trung tâm hạn chế, chủ nhà đa phần có năng lực tài chính tốt. Mục đích sở hữu nhà mặt tiền ở trục đường chính, các quận trung tâm là để giữ tài sản, khẳng định giá trị bản thân dựa vào vị trí, độ hiếm hoi của bất động sản đó, nên chắc chắn năm 2024, giá thuê mặt bằng chung của thị trường khu vực các quận trung tâm thành phố cũng sẽ không giảm mà còn tăng nhẹ. Chỉ những đường gần trung tâm khu vực như các quận 3, 4, Bình Thạnh hoặc những chủ nhà đang thế chấp tài sản ngân hàng thì có thể giảm giá mặt bằng nhưng không nhiều, ông Vũ dự báo. Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế cho rằng tình trạng chung nhiều mặt bằng cho thuê bỏ không là do nền kinh tế khó khăn, kinh doanh kém hiệu quả. Còn cụ thể, ở quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là quận nhất, quận 3 thì nguyên nhân do lượng khách quốc tế chưa quay lại như trước dịch. Bên cạnh đó, tác động của lĩnh vực bất động sản ảnh hưởng tới tầng lớp trung lưu của thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2024, nếu lĩnh vực bất động sản chưa thể phục hồi thì thị trường mặt bằng cho thuê vẫn tiếp tục khó khăn. Ngoài ra, việc trả mặt bằng là xu thế tất yếu khi làn sóng kinh doanh online tăng lên, đặc biệt ở lớp doanh nhân trẻ. Nhu cầu mặt bằng ở những vị trí đẹp dần giảm đi và người kinh doanh đưa ra quyết định khôn ngoan hơn, chọn những mặt bằng chi phí thuê rẻ hơn và kết hợp kinh doanh trên mạng. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế tài chính bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.